Để đáp ứng nhu cầu thị trường, thời điểm này, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tập trung chăm sóc đàn gà. Đặc biệt với những hộ liên kết chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp trong tỉnh thì bà con đang tiếp tục tái đàn và áp dụng nhiều giải pháp chăn nuôi tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Để phát triển chăn nuôi bền vững, bên cạnh việc tạo điều kiện cho nông dân nắm bắt thông tin, tăng cường khuyến cáo kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, tỉnh Lâm Đồng còn triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam, có phần phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm đang có xu hướng bùng phát. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Quản lý thị trường và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là tại các trạm kiểm dịch động vật ra vào tỉnh Lâm Đồng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào địa phương. Trường hợp bắt các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay sau khi lấy mẫu gửi các cơ quan thú y xét nghiệm. Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh cúm gia cầm qua hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tiếp theo quy định. Tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, giấu dịch, làm lây lan dịch bệnh. Gà hiện là một trong những đối tượng vật nuôi phổ biến tại Lâm Đồng với tổng đàn là khoảng 10 triệu con mỗi năm.